được dự đoán là một trong những đối thủ nặng ký trên đường đua phim Hoa ngữ tháng 11 sau khi đã phát sóng được hơn nửa chặng đường. Bộ phim Lạc Du Nguyên được người xem đánh giá rất tốt về kịch bản, chất lượng hình ảnh, khâu quay dựng, đến nhan sắc và diễn xuất của dàn diễn viên chính. Thế nhưng mức độ nổi tiếng của Lạc Du Nguyên lại chỉ ở mức trung bình, số lượt xem mỗi tập của phim cũng chỉ quanh quẩn ở mức hơn 10 triệu. Một con số không mấy ấn tượng so với những bộ phim đang phát sóng cùng thời điểm. Liệu vấn đề là do khả năng thu hút người xem của hai diễn viên chính Hứa Khải và Cảnh Điềm, hay là do khâu tuyên truyền quảng bá phim vẫn chưa đủ tốt? Nguyên nhân thật sự là do đâu? Hãy cùng CBiz Phim đi sâu vào phân tích, đánh giá và nhận xét bộ phim Lạc Du Nguyên để biết được câu trả lời nhé! Nội dung của Lạc Du Nguyên, tác phẩm chuyển thể mới nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn. Đã từ rất lâu, cái tên Phỉ Ngã Tư Tồn đã quá quen thuộc đối với những độc giả yêu thích thể loại truyện ngôn tình. Trong số những tác giả tiểu thuyết nổi tiếng nhất của xứ Trung, thì Phỉ Ngã Tư Tồn luôn được gắn liền với biệt danh mẹ ghẻ, với những tác phẩm ngược tâm và có cái kết buồn đau thấu tâm can. Đã có rất nhiều tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn được chuyển thể thành phim, và tất nhiên tất cả đều là những bộ phim ăn khách, khiến khán giả phải khóc ướt cả gối như Đông Cung, Không Kịp Nói Lời Yêu Em, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Sương Mù Vây Thành, Hải Thượng Phồn Hoa, Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em. Và Lạc Du Nguyên chính là bộ phim tiếp theo được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn. Lạc Du Nguyên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, kịch bản của phim còn được chấp bút bởi chính mẹ đẻ Phỉ Ngã Tư Tồn. Vậy nên, ngay từ khi chưa phát sóng, Lạc Du Nguyên đã được dự đoán là sẽ vô cùng ngược tâm, ngược thân đối với khán giả. Mặc dù, chính tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn đã nhiều lần khẳng định rằng Lạc Du Nguyên sẽ là một bộ phim ngọt ngào, vui vẻ với cái kết viên mãn cho tất cả, nhưng khán giả đều không tin nữ tác giả và đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ khóc cạn nước mắt khi phim lên sóng. Bộ phim Lạc Du Nguyên xoay quanh chuyện tình không đánh không quen của Thôi Lâm và Lý Nghi. Trong thời buổi loạn thế, quyền thần sát hại tông thất để nắm quyền, cũng vì thế mà trung thần khắp nơi phải dẫn binh cứu giá, đoạt lại vương quyền. Hoàng tôn Lý Nghi và nữ tướng Thôi Lâm mỗi người lãnh đạo một đội quân hùng mạnh, đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh giữa các thế lực. Trong quá trình nhiều lần đối đầu công khai lẫn bí mật, với vô số lần chạm trán khiến hai người từ đối thủ dần trở thành tri kỷ, tình yêu giữa họ cũng nảy nở từ lúc nào không hay. Hai con người mạnh mẽ kề vai sát cánh vì thiên hạ thái bình, cùng lúc xây đắp nên một tình yêu đáng ao ước. Nữ chính Thôi Lâm, do Cảnh Điểm đóng, là đích nữ duy nhất của Bình Lư Tiết Độ Sứ Thôi Ỉ. Từ nhỏ Thôi Lâm đã thể hiện ra sự thông minh của bản thân. Cô nàng giỏi cả văn lẫn võ và tài năng không kém các đấng nam nhi. Không giống như những tiểu thư khuê các khác, Thôi Lâm từ nhỏ đã mạnh mẽ và thường xuyên cải trang cùng quân lính xông ra chiến trường giết giặc. Thôi Lâm luôn che giấu thân phận thật sự của mình, cô cũng 5 lần 7 lượt tính kế đối phó Lý Nghi. Còn nam chính Lý Nghi, do Hứa Khải đóng, là hoàng tôn đương triều, với vẻ ngoài tốt bụng hiền lành vô hại. Đôi lúc anh chàng còn giả vờ rằng bản thân là người vô dụng để có thể tránh khỏi vòng xoáy của những âm mưu đen tối liên quan đến vương quyền. Nhưng thực chất, Lý Nghi là người có bản lĩnh hơn người, văn thao võ lược, anh nhìn thấy tất cả sóng ngầm trong triều và lựa chọn giả ngơ vì đã quá mệt mỏi trước những thủ đoạn tranh đấu trong triều đình. Dẫu vậy, chứng kiến cảnh dân chúng đói khổ, cùng với nguyện vọng của binh sĩ, Lý Nghi đã đứng ra đảm đương vị trí thống soái quân trấn Tây, cùng tiến về Trường Tây Kinh tiêu diệt phản tặc, dựng lại giang sơn nhà họ Lý. Mặt khác, bên cạnh Thôi Lâm còn có một thanh mai trúc mã là Liễu Thừa Phong. Bề ngoài, Liễu Thừa Phong mang lên người thân phận của Thôi Lâm là công tử duy nhất của đại quân Thôi gia, nhưng thực chất Liễu Thừa Phong chỉ là nghĩa tử của Thôi Ỉ. Liễu Thừa Phong yêu Thôi Lâm nhiều năm nhưng không thể bày tỏ, vì thế anh luôn âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ cô. Vốn định cả đời làm cái bóng của Thôi Lâm, nhưng vì sự xuất hiện của Lý Nghi mà mong muốn này càng khó thực hiện, vì vậy Liễu Thừa Phong đã nảy sinh lòng thù hận. Y đã bị sự tham vọng và ích kỷ che mờ lý trí và dần tha hóa thành một kẻ phản diện chân chính. Nhiều lần bày mưu hãm hại nhằm ly gián tình cảm của Lý Nghi và Thôi Lâm, cũng như dồn Lý Nghi vào đường chết. Không chỉ vậy, bởi vì Lý Nghi là người có khả năng sẽ được kế thừa ngôi vua nhất, nên đã khiến cho những kẻ đang nhăm nhe vị trí này coi anh thành kẻ thù. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị một lần nữa đã vô tình cuốn Lý Nghi và Thôi Lâm vào vòng xoáy quyền lực khốc liệt, khiến cho tình yêu của họ luôn có nguy cơ tan vỡ bất cứ khi nào. Nam nữ chính gây sốt vì có tướng phu thê. Ngay từ khi dự án bắt đầu được tiến hành, Lạc Du Nguyên đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ phía khán giả bởi vì được chuyển thể từ nguyên tác của Phỉ Ngã Tư Tồn. Sau khi những hình ảnh đầu tiên của các diễn viên được tung ra, đặc biệt là Hứa Khải và Cảnh Điềm, phim càng nhận được nhiều lời khen hơn. Khán giả cho rằng cặp đôi diễn viên khá xứng đôi và có tướng phu thê. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của cả hai cũng được cho khá tốt, là tương tác ăn ý, tạo phản ứng hóa học tốt. Tạo hình cổ trang của Cảnh Điềm quá xuất sắc. Mặc dù hơn bạn diễn tới 7 tuổi, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1988 không bị khoảng cách tuổi tác với Hứa Khải làm lu mờ hay mất điểm.
Sau ngày đầu phát sóng, nhan sắc của Cảnh Điềm đã trở thành từ khóa hot nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung. Đặc biệt, khán giả còn vô cùng tò mò về cách chăm sóc da của cô. Dù góc quay cận hay khi để mặt mộc, thì làn da của Cảnh Điềm đều luôn trắng sáng, mịn màng hoàn hảo. Song song đó, từ khóa Lạc Du Nguyên cũng đứng top một hot search trên Weibo. Không chỉ Cảnh Điềm nhận được nhiều lời khen, Hứa Khải cũng có bước tiến mới về diễn xuất. Anh từng bị khán giả gọi là hoàng tử phim rác với diễn xuất thảm họa vì diễn xuất ngày càng đi xuống trong những bộ phim gần đây, nhưng trong Lạc Du Nguyên, Hứa Khải đã thật sự tiến bộ về diễn xuất, đã thể hiện tốt một nhân vật Lý Nghi có chút cà lơ phất phơ nhưng cũng rất quyết đoán và mưu lược, cùng với đó là tạo hình đầy xoáy khí. Ngoài cặp đôi chính đẹp như trong tranh, Lạc Du Nguyên còn quy tụ nhiều gương mặt sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng như Trịnh Hợp Huệ Tử vai Đào Tử, Cao Hàn vai Liễu Thừa Phong, Triệu Gia Mẫn vai Cố Uyển Nương, Lưu Đông Thấm vai Tạ Trường Nhĩ, Tăng Lê vai Tiêu Phi. Lạc Du Nguyên, một bộ phim tốt. Lạc Du Nguyên diễn ra trong bối cảnh hư cấu. Dưới hoàn cảnh loạn lạc, nam nữ chính cùng nhau đối mặt với các cuộc chiến, tất nhiên không thể thiếu những tình huống xung đột. Trong quá trình va chạm, họ đã nỗ lực vì sự nghiệp hoài bão của mình, cùng lúc đó là xây dựng và vun vén tình cảm của cả hai. Một típ câu chuyện như thế này đã không còn xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, ở mỗi tác phẩm sẽ có cách khai thác khác nhau cùng những điểm sáng tạo mới. Một trong số những điểm nhấn lớn của Lạc Du Nguyên chính là đã thêm vào tương đối nhiều tình huống gây cười, được lồng ghép một cách tinh tế trong các câu thoại và hành động của các nhân vật. Hình tượng nhân vật nữ chính không mềm mại, mực thước. Thôi Lâm mạnh mẽ, độc lập, là một nữ anh hùng không hề thua kém bất kỳ nam nhân nào. Đây cũng chính là hình ảnh mà những cô gái hiện đại yêu thích, mong muốn hướng tới. Sau khi bộ phim phát sóng, Lạc Du Nguyên đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ các mọt phim về độ hài lòng với bản chuyển thể. Nội dung phim bám khá sát nguyên tác, nhưng điều này lại khiến khán giả lo lắng bộ phim sẽ lấy đi nhiều nước mắt cũng như có cái kết buồn. Lạc Du Nguyên là dự án được ekip đầu tư khá chỉnh chu cả về mặt nội dung lẫn bối cảnh. Trong phim có rất nhiều quang cảnh đẹp, sử dụng các góc quay rộng bao quát khung cảnh núi non hùng vĩ hoặc thảo nguyên bao la. Màu sắc phim cũng được hiệu chỉnh rất trong trẻo, tươi sáng, không quá lạm dụng vào các bộ lọc. Các cảnh võ thuật cận chiến trong phim cũng được thực hiện đẹp mắt, động tác uy lực, dứt khoát. Tuy nhiên, phim cũng có một số hạn chế nhỏ như đối với một số phân cảnh được quay trong nhà, sau khi thực hiện hậu kỳ thì trông hơi bị giả chân. Các phân cảnh đánh trận thì hơi ít diễn viên quần chúng, nên nhìn bối cảnh chiến trường không được hoành tráng, hào hùng, một số chi tiết còn bị quay theo lối slow motion. Mặc dù vậy, đối với một dự án cấp S như Lạc Du Nguyên, thì nhìn chung mọi thứ diễn ra trong phim đến thời điểm hiện tại đều khiến khán giả hài lòng. Vì sao phim hay nhưng không hot? Sau khi phát sóng từ ngày 2 tháng 11, Lạc Du Nguyên đã thu hút một lượng khán giả xem phim ổn định, được cư dân mạng tích cực khen ngợi và cũng đã đạt được những thành tích rất khả quan. Tuy nhiên, danh tiếng của bộ phim thì lại không quá bùng nổ, mặc dù phim có chất lượng khá tốt, được đầu tư chỉnh chu, diễn xuất của các diễn viên cũng rất dễ chịu. Nguyên nhân đầu tiên khiến Lạc Du Nguyên không hot là do bộ phim lên sóng trong một thời điểm có sự cạnh tranh quá quyết liệt với nhiều đối thủ mạnh như Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng hay Người Tình Hệ Chữa Lành, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. So với những bộ phim vừa kể ở trên với sự tham gia của những lưu lượng hàng đầu showbiz như Cung Tuấn, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ hay La Vân Hy, thì nam nữ chính của Lạc Du Nguyên là Hứa Khải và Cảnh Điềm lại không phải là những lưu lượng hàng đầu, nên lượng người xem không quá cao cũng là dễ hiểu. Nguyên nhân thứ hai một phần là do việc quảng bá của phía Tencent. So với những bộ phim thần tượng cổ trang trước đó, thì công tác quảng bá cho Lạc Du Nguyên có phần khiêm tốn hơn rất nhiều. Khán giả của phim chủ yếu là trong vòng fan của Hứa Khải và Cảnh Điềm chiếm phần đông, không thu hút thêm được nhiều khán giả qua đường, dẫn đến việc lượt xem hàng ngày của phim chỉ quanh quẩn trong mức từ 10 triệu mỗi tập trong giai đoạn đầu và tăng lên mức khoảng 18 triệu khi đã được nửa phim. Trong khi, lượt xem hàng ngày của Dĩ Ái Vi Doanh luôn dao động ở mức 35 đến 40 triệu mỗi tập, còn Ninh An Như Mộng thì khoảng 60 triệu mỗi tập. Nguyên nhân thứ ba cũng có lẽ chính là nguyên nhân lớn nhất làm ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của Lạc Du Nguyên, đó chính là khán giả đã bị đánh mất lòng tin đối với hai cái tên Hứa Khải và Cảnh Điềm. Chỉ cần một người Hứa Khải hoặc Cảnh Điềm xuất hiện trong phim thôi cũng đủ để khiến khán giả chần chừ có xem phim hay không. Thế mà Lạc Du Nguyên lại hội tụ cả hai cái tên khiến khán giả e ngại nhất khi xem phim, cũng vì thế nhiều người đã trực tiếp bỏ qua Lạc Du Nguyên khi nhìn thấy tên của hai diễn viên chính. Kể từ sau vai diễn Phú Sát Phó Hằng, sự nghiệp của Hứa Khải lên như diều gặp gió, nam diễn viên liên tục nhận phim mới. Các bộ phim của anh cũng được phát sóng liên tục, nhưng phát sóng bộ nào thì bộ đó đều bị chê thảm hại từ nội dung đến diễn xuất của Hứa Khải. Chẳng hạn như Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, Thượng Thực, Lạc Lối Dưới Lòng Cô Luân, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Định Luật Tình Yêu 80-20. Thậm chí Hứa Khải còn bị chê là ông hoàng phim rác, khiến những tác phẩm sau đó của nam diễn viên khó thu hút được khán giả.
Tương tự Hứa Khải, trước đây Cảnh Điềm cũng từng bị gọi là thảm họa diễn xuất, thuốc độc phòng vé hay bình hoa di động của Cbiz. Nữ diễn viên có điều kiện hoạt động nghệ thuật khá thuận lợi, được mời tham gia nhiều dự án lớn của Trung Quốc và Hollywood ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Dù được ưu ái góp mặt trong nhiều dự án bom tấn nhưng diễn xuất của Cảnh Điềm lại gây tranh cãi. Các bộ phim của cô tham gia đều không thành công về doanh thu, còn diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp được nhận xét là yếu. Liên tiếp những thất bại, Cảnh Điềm dần bị khán giả quay lưng, nghi ngờ về năng lực và các nhà sản xuất cũng dè chừng khi mời cô cộng tác. Mãi đến khi bộ phim Tư Đằng được lên sóng, năng lực diễn xuất và danh tiếng của Cảnh Điềm mới dần được thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhưng chỉ bao nhiêu đó là vẫn chưa đủ, bởi ấn tượng của khán giả đối với diễn xuất của Cảnh Điềm thật sự đã quá sâu đậm, khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, với trải nghiệm của một người xem phim bình thường, mình đánh giá Lạc Du Nguyên là một bộ phim hay và rất đáng xem trong mùa phim tháng 11 này. Nếu có thời gian bạn hãy thử thưởng thức bộ phim nhé. Mình tin rằng, từ cả nội dung, hình ảnh của phim đến diễn xuất cũng như chemistry của Hứa Khải và Cảnh Điềm trong Lạc Du Nguyên đều sẽ khiến cho bạn hài lòng. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem Lạc Du Nguyên chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về bộ phim và diễn xuất của cặp đôi chính Hứa Khải và Cảnh Điềm? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé! Và cũng đừng quên bấm like video và đăng ký kênh Cbiz Phim để xem thêm nhiều video thú vị khác nữa nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!